Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, Lê Ngọc mong là quý vị đã có một ngày lễ tạ ơn, một ngày lễ Thanksgiving thật là hạnh phúc, thật là vui bên cạnh những người thân thương của quý vị. Và quý vị đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2, khi mà quý vị đang lái xe ở ba vùng DC, Maryland, Virginia. Và quý vị vẫn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam Live. Và ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, ngày 29 tháng 11, 2019, Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào bản tin thời tiết tại thủ đô Washington. Trước khi mà mời quý vị bước vào những sự kiện sôi nổi nhất trong ngày hôm nay với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Sáng hôm nay, ngày thứ Sáu, bầu trời trong sáng hơn và những cái ánh nắng đã rực rỡ rồi, thưa quý vị, xen lẫn với những cái áng mây rất là nhẹ nhàng. Mặt trời sáng ngày hôm nay thì phải nói là Lê Ngọc thấy là những cái ánh nắng này với những cái mặt trời nó đang chiếu rọi vào sáng ngày thứ Sáu hôm nay, nhưng mà cái nhiệt độ vẫn lạnh, hiện tại 38 độ với gió Tây Bắc thổi nhẹ. Và trong ngày hôm nay, dù là những cái nắng rực rỡ, những cái áng mây thì là nhẹ nhàng, nhưng mà nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ Sáu hôm nay 50 độ mà thôi. Vào buổi tối trở lại lạnh 35 độ. Và dự đoán thời tiết cho hai ngày cuối tuần sẽ hoàn toàn khác, thưa quý vị, vì bầu trời nhiều mây hơn và sẽ có mưa. Ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất với cơn mưa này lạnh hơn ngày hôm nay, chỉ có 48 độ, nhưng mà buổi tối đỡ lạnh hơn, trên 40 độ. Ngày Chủ nhật với cái cơn mưa tiếp tục bước qua ngày Chủ nhật, bầu trời vẫn nhiều mây và nhiệt độ cũng lạnh, thưa quý vị, cũng khoảng 48 độ và buổi tối 40 độ. Có một ngày thứ Sáu thật là vui, thật là hạnh phúc. Và thưa quý vị, trong ngày lễ tạ ơn, ngày lễ Thanksgiving, rất là bất ngờ thì Tổng thống Donald Trump ông đã làm gì? Ông đã đến thăm binh sĩ Mỹ ở Afghanistan vào lễ tạ ơn. Và Tổng thống còn tuyên bố là sẽ nối lại cuộc đàm phán với Taliban. Thật sự cái cuộc đàm phán này có xảy ra hay không? Lê Ngọc xin mời quý vị theo dõi. For some of the many American troops stationed abroad this Thanksgiving holiday. I hope everyone enjoyed the fantastic meal. After a secret 13-hour flight, some 50,000 feet above the frigid wild blue. Quý vị vừa mới nghe, trong ngày lễ tạ ơn thì rất là bất ngờ, Tổng thống Donald Trump ông đã có một cái chuyến thăm nhân dịp lễ tạ ơn đến Afghanistan để ủy lạo binh sĩ Mỹ và nói rằng ông tin rằng phiến quân của Taliban sẽ đồng ý ngừng bắn trong một cuộc chiến kéo dài nhất của nước Mỹ. Và Tổng thống Donald Trump sau 13 tiếng đồng hồ trên Air Force One thì ông đã đến Afghanistan. Chuyến thăm này là lần đầu tiên mà Tổng thống tới Afghanistan kể từ khi trở thành Tổng thống của nước Mỹ, và diễn ra một tuần sau khi Washington và Kabul đã thực hiện việc trao đổi tù nhân, vốn làm tăng đi một cái hy vọng ở hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình mà đến nay vẫn chưa thực hiện được. Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên sau khi ông đến Afghanistan, sau một chuyến bay đêm rất là bí mật kéo dài 13 tiếng đồng hồ vì lý do an ninh. Tổng thống đã nói rằng Taliban muốn có thỏa thuận và chúng tôi đang gặp gỡ họ. Chúng tôi nói rằng đó phải là một lệnh ngừng bắn và họ từng không muốn ngừng bắn, nhưng bây giờ thì Taliban lại muốn. Và Tổng thống nói rằng ông tin có lẽ mọi việc sẽ tiến triển như vậy. Trong khi đó thì thưa quý thính giả, Taliban đã nói như thế nào, đã đáp trả lại cái lời tuyên bố của Tổng thống? Theo lời phát ngôn viên của nhóm phiến quân Hồi giáo, đó là Zabihullah Mujahid, đã nêu rõ còn quá sớm để tuyên bố về việc khôi phục các cuộc đàm phán hiện nay và Taliban sẽ có một phản ứng chính thức sau. Đây là tin của hãng thông tấn AFP. Lực lượng Taliban trong ngày hôm nay, ngày 29 tháng 11, đã trả lời còn quá sớm để nói về việc khôi phục những cuộc đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ, chỉ một ngày
là ngày hôm nay, sau khi mà Tổng thống Donald Trump bất ngờ đến Afghanistan, tuyên bố trong chuyến thăm bất ngờ này rằng Mỹ sẽ nhóm họp lại với nhóm phiến quân này. Thưa quý vị, đây là sự kiện mới nhất và nổi bật nhất bên cạnh những gì vẫn tiếp tục xảy ra trong vấn đề luận tội Tổng thống Donald Trump. Điểm qua những tình hình liên quan đến thế giới, NATO. Trong ngày 28 tháng 11 ngày hôm qua, các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã chấp nhận chuyện gì? Thưa quý thính giả, đó là NATO đã tái sắp xếp lại tỷ lệ đóng góp vào ngân sách chung cho NATO. Theo đó, NATO công bố là đồng ý giảm tỷ lệ đóng góp của Mỹ cho ngân sách của khối liên minh NATO. Đây được đánh giá là một hành động nhằm xoa dịu những cái phàn nàn của Mỹ về việc san sẻ gánh nặng về chi phí đóng góp cho NATO. Hành động này của NATO cũng nhằm để mà bảo đảm một cuộc gặp thượng đỉnh của khối NATO không có sóng gió vào tuần sau ở London của nước Anh. Trong một cuộc họp báo chung, sau cuộc gặp với lại Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron ngay tại Paris, Tổng thư ký của NATO đó là ông Jens Stoltenberg đã cho biết những thành viên của khối NATO đã đồng ý với việc tái phân bổ lại một số chi phí. Và theo lời của ông Stoltenberg, nước Mỹ sẽ trả ít hơn, nước Đức thì trả nhiều hơn. Vì vậy, Mỹ và Đức sẽ trả giống như nhau. Mỗi bên sẽ đóng góp hơn 16% cho ngân sách trung ương của NATO. Phần còn lại sẽ do các thành viên khác của NATO gánh vác đóng góp vào. Cái thỏa thuận mới về cái điều chỉnh mức đóng góp cho ngân sách chung của NATO vừa đạt được giữa 29 quốc gia thành viên của NATO bắt đầu từ năm 2021 cho thấy tỷ lệ đóng góp cho ngân sách NATO của nước Đức sẽ tăng từ con số 14,8% lên 16,35%, trong khi mức đóng góp của nước Mỹ cho khối NATO sẽ giảm từ 21,1% sẽ xuống còn 16,5%. Điều này chúng ta thấy với hai con số mới này đồng nghĩa với việc mức đóng góp hàng năm của nước Đức cho ngân sách của NATO và Mỹ sẽ bằng nhau, và con số này đối với nước Đức sẽ khoảng 33 triệu euro, là khoảng tương đương với 36 triệu Mỹ Kim, trong khi Mỹ giảm khoảng 120 triệu euro tiền đóng góp. Và nói đến số tiền đóng góp thì trong năm 2019, Mỹ đã đóng gần 470 triệu euro cho ngân sách hơn 2,1 tỷ euro của NATO, trong khi mức đóng góp của nước Đức là 313 triệu euro. Được biết là ngân sách của NATO sẽ được sử dụng để đầu tư vào những cơ sở hạ tầng cũng như tài trợ cho hoạt động của trụ sở của tổ chức này ở nước Bỉ, ở Brussels và rất nhiều dự án khác. Thì chúng ta biết trước đó Tổng thống Donald Trump ông luôn phàn nàn việc Mỹ đã chi trả nhiều hơn các chi phí cho NATO, đồng thời ông cũng hối thúc các đồng minh châu Âu phải chia sẻ gánh nặng tài chính cũng như nhanh chóng thực hiện tốt lời cam kết chi tiêu đó là 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP cho quốc phòng vào năm 2024 như đã thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở nước Anh hồi năm 2014. Và Tổng thống Donald Trump thậm chí ông còn lên tiếng cảnh báo là nước Mỹ có thể rút ra khỏi liên minh quân sự này. Và tiếp tục nhìn qua những tình hình tại châu Á thì phải nói đến Hồng Kông. Chúng ta đã biết là Tổng thống Donald Trump, ông đã phê chuẩn, ông đã ký luật nhân quyền và dân chủ của Hồng Kông. Nhưng trong ngày hôm nay, ngày 29 tháng 1, 2019, phe dân chủ Hồng Kông vẫn tiếp tục kêu gọi tuần hành trong những ngày sắp tới. Quyết định được đưa ra sau khi mà Tổng thống Trump phê chuẩn luật bảo vệ nhân quyền và dân chủ của Hồng Kông một ngày sau khi cảnh sát đã quét dọn khu đại học Bách Khoa, và lập tức Trung Quốc nói là sẽ đáp trả và Mỹ sẽ lãnh một cái hậu quả khôn lường vì việc này.
Hãng thông tấn AFP cũng trong ngày hôm nay đã đưa ra những cái tin tức dồn dập là có rất nhiều diễn đàn trên mạng đang phối hợp để mà chuẩn bị cho một cuộc tập họp lớn vào ngày Chủ nhật, ngày đầu của tháng 12, ngày 1 tháng 12 2019, và đồng thời còn kêu gọi đình công vào ngày hôm sau, ngày 2 tháng 12, tức là ngày thứ hai. Mục đích này để làm gì? Để đề ra là làm xáo trộn các phương tiện giao thông công cộng. Nhiều nhóm phản kháng như là nhóm Reddit, Like, LIHKG, thậm chí còn có một cái chủ trương bãi công trong nhiều ngày liên tiếp. Vẫn theo tin từ AFP thì lời kêu gọi này hiện đang được rất nhiều người dùng Internet họ đã tán đồng. Về tình hình ngay tại chỗ của Hồng Kông thì trong ngày hôm nay, thưa quý vị, hàng trăm nhân viên văn phòng họ tiếp tục tập họp tại rất nhiều khu phố, và cảnh sát chống bạo động đã được điều đến ngay lập tức ngay tại hiện trường để giải tán đám đông nhưng trong vòng trật tự. Và cảnh sát cũng đã rút lui ra khỏi khu ký túc xá Đại học Bách Khoa sau khi mà cảnh sát Hồng Kông đã hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp khu vực mà có đến cả ngàn sinh viên đã cố thủ từ ngày 17 tháng 11 2019 cho đến hôm nay. Và cảnh sát hiện nay có khoảng 4.000 bom xăng trong khuôn viên của nhà trường. Chính quyền của Hồng Kông cho biết, từ đầu phong trào phản kháng hồi mùa xuân vừa mới qua đây, con số người bị bắt 5.800 người và gần 100 trong 1.000 trong số này đã bị truy tố, và cảnh sát đã dùng đến 12.000 quả lựu đạn cay để mà dẹp phong trào biểu tình trong những tháng vừa mới qua đây. Và từ tình hình của Hồng Kông, những cái sự bạo động qua những cuộc biểu tình ở tại Hồng Kông, thì lần này đến lượt Baghdad đã rơi vào vòng xoáy bạo động. Iraq đã tiếp tục lún sâu thêm vào khủng hoảng. Riêng trong ngày hôm qua thì cái sự bạo động này đã xảy ra ở một cái cuộc xung đột giữa những người biểu tình và cảnh sát trên toàn nước Iraq, đã làm cho 43 người chết. Và tình hình tại miền Nam thì ngày càng nguy kịch. Riêng thủ đô Baghdad cũng đã bị rơi vào vòng xoáy bạo loạn, mà còn bạo động hơn là ở tại Hồng Kông. Tiếng súng đã vang lên thường xuyên trên những con đường Al-Rashid ngay trung tâm của thủ đô Baghdad. Và từ nhiều ngày qua, con đường mang nặng dấu ấn lịch sử này của thủ đô Iraq lại đã trở thành một chiến tuyến. Những người biểu tình, những người giới trẻ, thưa quý vị, mặt họ thì che kín bằng chiếc mũ chụp màu đen, và họ đã cho biết là lực lượng an ninh đã dùng đạn thật bắn vào những người biểu tình, và họ dùng cả lựu đạn cay, mà lẽ ra những loại vũ khí này bị cấm sử dụng nhắm vào thường dân. Và ngay cả những cái hình ảnh mà Lê Ngọc theo dõi, thưa quý vị, thì đã có những người biểu tình họ trèo lên những bức tường, họ ném đá và bom xăng trở lại vào cảnh sát. Nhân viên an ninh của Iraq đã đáp lại bằng cách là bắn những tràng súng. Một lần nữa, những cái cảnh tượng hỗn loạn lại diễn ra trong hàng ngũ của những người biểu tình. Và như vậy thì, thưa quý vị, họ lên tiếng và họ cho rằng là họ đã biểu tình một cách ôn hòa, nhưng từ đầu phong trào đã có gần 400 người chết. Và tại sao những thanh niên trẻ này là chết? Và họ tiếp tục la lớn và đặt ra những cái câu hỏi tại sao vậy. Cho dù đã có rất nhiều nạn nhân, nhưng những người biểu tình tại thủ đô Baghdad của Iraq họ vẫn không nản lòng. Nhưng rất nhiều những người khác thì những người biểu tình này họ đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy can thiệp ngay lập tức, vì họ nói nếu mà cứ khoanh tay thì chính phủ của Iraq sẽ giết chết hết mọi người, không chừa một ai. Và những người dân biểu tình này họ rất muốn quốc tế giúp đỡ. Nhiều nhà bảo vệ nhân quyền cũng đã kêu gọi quốc tế hãy can thiệp ngay lập tức. Tổ chức ân xá quốc tế đã cho rằng đã đến lúc cuộc tắm máu ở ngay tại Iraq phải chấm dứt. Và thưa quý vị, đó là những sự kiện nổi bật nhất liên quan đến thế giới trong ngày hôm nay mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị. Mời quý vị bước vào vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của NVR. Và sau đó, luật sư Nguyễn Hoàng Duyên cùng với Lệ Ngọc
sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những bản tin trong ngày hôm nay. Như một tiểu Sài Gòn, nơi thanh lịch để mua sắm, nơi để thưởng thức nhiều món ăn ngon, đặc sắc, nổi tiếng của nền ẩm thực Việt Nam. Eden Center, tọa lạc gần Seven Corners, Falls Church, Virginia, được thành lập từ năm 1984 và Hội đồng Phát triển Kinh tế của thành phố Falls Church coi đây là một địa điểm du lịch số 1 trong khu vực, quy tụ hơn 100 cửa hàng với những cơ sở kinh doanh của người Việt Nam, gồm nhiều nhà hàng, tiệm vàng, gift store, tiệm cắt tóc, phục vụ cho quý vị đồng hương Việt Nam. Đến Falls Church, Virginia, quý vị đồng hương đừng quên đến trung tâm Eden Center. Mời giải chúng tham gia giải đấu Baccarat Lucky 8 để có cơ hội thắng 888.888. Tìm hiểu thêm, xin vào livecasinohotel.com. Phải từ 21 tuổi trở lên, hãy chơi có trách nhiệm và cần được trợ giúp, xin hãy gọi 1-800-GAMBLER. Thông báo cho chương trình ghi danh chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare cho năm 2020. Quý vị sẽ ghi danh miễn phí ở tại đài NVR Radio. Quý vị có thể gọi cho Lê Ngọc ở số điện thoại 703-473-9326 hoặc 703-992-6100. Chương trình Obamacare cho năm 2020, thời hạn ghi danh từ ngày 1 tháng 11 năm 2019 cho đến hết ngày 15 tháng 12 2019. Quý vị chỉ có 6 tuần mà thôi. Và những công ty bảo hiểm cho năm 2020 trong chương trình Obamacare sẽ có Kaiser Permanente, Cigna Connect, CareFirst, Blue Cross Blue Shield và Anthem. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 2019, quý vị hãy đến ngay văn phòng của đài NVR để cho Lệ Ngọc và các anh chị em trong đài có thể giúp cho quý vị ghi danh lại, chọn lựa đúng những quyền lợi, những chương trình bảo hiểm vừa túi tiền phù hợp với lại quý vị và đúng với những gì mà quý vị cần đến cho chương trình bảo hiểm cho gia đình. Quý vị hãy gọi cho Lệ Ngọc hoặc là đến văn phòng của đài NVR bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 2019 cho đến hết ngày 15 tháng 12 2019 ghi danh hoàn toàn miễn phí. Trân trọng thông báo đến quý thính giả. Professional Auto Body, nơi sửa xe được dựng lên và nuôi dưỡng bởi thân chủ và khách hàng, có trên 30 năm phục vụ đồng hương trong vùng Hoa Thịnh Đốn. Hãy đến với Professional Auto Body để có sự định giá trước cho bảo hiểm xe của quý khách chính xác, nhanh chóng, miễn phí. Professional Auto Body chuyên môn làm đồng sơn sửa toàn bộ các xe bị đụng, kéo sườn xe, dầm vá đúng màu. Xe 1 trang bị body shop lớn nhất nhì vùng Virginia DC và Maryland so với Hoa Kỳ. Dàn kéo sườn xe vĩ đại, phòng sơn, phòng hấp đúng tiêu chuẩn quốc tế và có nhiều thợ body khéo tay và hàng chục năm kinh nghiệm. Professional do ông Minh phụ trách. Điện thoại 703-751-4224, 703-751-4224. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin trong ngày thứ sáu hôm nay với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên trên làn sóng của đài phát thanh NVR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 cho 3 vùng DC, Maryland, Virginia và quý vị vẫn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam Live. Và Lê Ngọc đã có luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên kính chào quý thính giả và chào Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, trước khi mà bước vào những sự kiện mới nhất, sôi nổi nhất thì thưa với luật sư Duyên không biết trong ngày lễ Thanksgiving luật sư Duyên có ăn gà Tây hay không thưa luật sư Duyên? Không, anh Duyên ăn plant-based, nghĩa là tất cả những thứ thức ăn là cái nguồn gốc từ rau với cỏ, thành ra không có ăn gà Tây. Nó có cái bài hát mà I Will Survive, tức là nó biến cái con gà Tây đứng ra hát mà nói rằng là
dù có nhầm cái mùa gọi là tàn sát này đó là tôi cũng ráng tôi survive thế đó. Tôi bao nhiêu không ăn gà tây. Dạ vâng, như vậy thì quý vị thấy không, luật sư Duyên sau khi mà Tổng thống Donald Trump xá tội hai con gà tây, con bread and butter, thì luật sư Duyên không ăn gà nữa thưa quý vị. Luật sư Duyên chỉ ăn là rau quả mà thôi. Thưa quý vị, đó là vài giây phút thoải mái nhẹ nhàng trong ngày lễ. Tại Lê Ngọc nghỉ tuần này cũng vẫn còn là những ngày trong ngày lễ tạ ơn, rồi rất nhiều quý vị thính giả vẫn còn nghỉ ở nhà. Thành thử những giây phút thoải mái đầu tiên trước khi mà anh em của chúng tôi bước vào những bản tin trong ngày hôm nay. Thì thưa với luật sư Duyên, rất là bất ngờ là những cái tin tức đã đưa ra là Tổng thống Donald Trump, ông đã đến thăm Afghanistan. Đây là một cái chuyến thăm rất là bất ngờ để đến thăm những binh sĩ Mỹ và khẳng định là nước Mỹ sẽ có một cái cuộc tổ chức đàm phán với lại phiến quân của Taliban. Thì thật sự như thế nào mà Lê Ngọc cũng đã gửi đến cho quý vị là Taliban nói còn quá sớm để mà nói đến vấn đề này. Thì thưa với luật sư Duyên, chúng ta thường biết là các vị tổng thống khi mà trong những ngày lễ tạ ơn thì có những cái chuyến thăm để đi thăm những binh sĩ ở ngoài nước Mỹ. Thì thưa với luật sư Duyên nghĩ như thế nào với cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump? Ông lên tiếng và ông cho rằng là quan điểm của Hoa Kỳ, của tôi vẫn như vậy. Và nếu cái cuộc đàm phán, cái cuộc hòa đàm này khởi động thì sẽ ngay lập tức được nối lại từ giai đoạn mà nó đã dừng lại. Thì thật sự cái cuộc chiến tranh ở Afghanistan đối với lại Hoa Kỳ, luật sư Duyên có một cái cảm nhận như thế nào? Thật sự lúc nào thì tất cả những binh sĩ của Hoa Kỳ sẽ trở về lại nước thưa luật sư Duyên? Thứ nhất là cái cuộc viếng thăm của Tổng thống Trump, chúng ta biết là cái bất kỳ lúc nào cũng vậy đó, một tổng thống của Hoa Kỳ mà đương nhiệm đó, mà đi thăm mấy cái vùng chinh chiến như vậy đó, thì cái cuộc tuyên bố không bao giờ nói trước hết, tức là không có ai đoán được, là tại vì mình sợ là hỏa tiễn của địch nó bắn cái chiếc Air Force One mà, cho nên cái tin tức mà tổng thống cất cánh từ Mỹ mà bay qua bên Afghanistan nó hoàn toàn không ai được biết. Rồi họp xong cũng vậy, nó tới chừng bay về thì sau đó thì chúng ta mới biết. Thì cái nói chung cái buổi đó thì cũng ấm cúng cho những người lính được cái tổng tư lệnh tối cao thăm viếng, rồi ăn gà tây với mình thì cũng vui mà. Nhưng mà cái lời tuyên bố của tổng thống thì nó hơi mơ hồ đó, chẳng hạn như là tổng thống nói là chúng ta sẽ ở lại Afghanistan để là cho đến khi nào, một là mình có thỏa thuận, còn nếu không đó là phải chiến thắng toàn diện. Vậy thì thứ nhất, cái chiến thắng toàn diện là cái gì tổng thống cũng không nói, và thỏa thuận là thỏa thuận như thế nào thì cái chi tiết nó cũng không có nữa. Cho nên đây có vẻ là một cái chuyến thăm viếng gọi là theo thông lệ, tổng thống nào trong những cái mùa lễ cũng đi hết trơn á, không vùng này thì vùng khác. Mà cái thứ hai nữa là chúng ta biết là tổng thống cũng đã lên tiếng rồi, nói rằng là sẽ chuẩn bị rút quân Mỹ, chỉ còn có để lại còn khoảng 8.500 lính thôi, 8.600 gì đó. Cho nên cái nó một mặt thì nói là sẽ rút quân, còn một mặt thì nói với lính của mình thì nói là sẽ ở lại đó cho tới khi nào mà là chiến thắng mà thôi, hoặc là bên Taliban sẽ thỏa thuận mà thôi. Thì cái lời nói đó tương đối không có, mình cũng không biết là cái ý của tổng thống như thế nào, nhất là thường biết rằng là tổng thống đó hôm nay nói điều này tuần sau nói điều khác. Ngay cả với Iran cũng vậy, một mặt thì là chuẩn bị tấn công Iran, rồi tuần sau nói là vì sợ chết 150 người tổng thống không đánh nữa đó. Mình không có biết được cái sự thực ra sao, thì nó có một cái điều mà mình cần phải để ý đó, như là mình đã chia sẻ nhiều lần ở trên cái chương trình của chúng ta đó. Cái trận chiến ở Afghanistan trước đó là Nga định biến cái Afghanistan thành ra một nước cộng sản mà, cho nên Nga tràn quân qua rồi xâm lấn Afghanistan, rồi Mỹ lúc đó viện trợ cho cái nhóm khủng bố của Afghanistan, nó mới đánh bật cái nước Nga ra. Thì Nga bại trận năm 1989 đó, và cũng cùng với cái sự bại trận của Nga đó, có một cái giống như ung thư nó nổi dậy đó, thì chúng ta có Osama Bin Laden. Thì Bin Laden lúc đó lại sau khi đuổi được Nga rồi lại chủ trương chống Mỹ, nó xảy ra cái chuyện biến cố năm 2001 đó, 9 tháng 11 đó,
thành ra cái tình hình ở Afghanistan nó phức tạp vô cùng, chứ nó không phải là mình cứ tuyên bố là mình tuyên bố. Và đằng sau cái chiến bại của Nga năm 1989 do Mỹ giúp khủng bố đó, thì bây giờ đây là một cái hướng của Putin là đây là một cái sự trả thù. Cho nên mình không có chắc chắn là mình không có nói là mình quyết định cái gì ở Afghanistan mà đằng sau không có sự giật dây của Putin. Cái chuyện nó đã xảy ra mình biết rồi đó, là Taliban. Bây giờ Taliban trong một thời gian dài họp với lại Mỹ mà hoàn toàn không nói gì tới cái chính quyền của ông tổng thống ngay bây giờ là ông Ashraf Ghani đó. Mình đang ủng hộ tổng thống Ghani, vậy mà họp để mà bàn thảo với lại Afghanistan để mà mình rút quân đó, mà hoàn toàn không bao giờ có phái bộ nào của ông tổng thống Ghani được tham dự hết. Nó cũng y hệt như là khi mà Mỹ bỏ miền Nam năm 1975 đó, thì trước đó cái phiên họp Paris, cái phái bộ của miền Nam không được tham dự, chỉ có Bắc Việt và Mỹ tham vị, Mỹ gọi là thảo luận với nhau dưới thời của tổng thống Nixon với là ông Kissinger đó, nó đã xảy ra cái chuyện đó mà. Cho nên cái lịch sử nó đang lặp lại, và lần này nó cũng đang lặp lại y hệt như vậy. Mỹ muốn rút lui, Mỹ muốn bỏ cái Afghanistan mà hoàn toàn không nói tới ông tổng thống Ghani, và đặc biệt là không nói tới cái lực lượng NATO đồng minh của mình nữa. Chúng ta nên nhớ là sau cái vụ mà Mỹ bị tấn công năm 2001 đó, cái vụ mà 9/11 đó, thì khi mà Mỹ xâm lăng Afghanistan để mà diệt Taliban đó, thì có những đạo quân của Đức, Ý, Pháp tham gia với mình, và ngay bây giờ những đạo quân của NATO vẫn còn hiện diện tại Afghanistan. Nếu mà mình rút bất chợt đó, thì nó cũng sẽ xảy ra một cái chuyện y hệt như là Syria vậy đó, là mình rút mà đồng minh của mình hoàn toàn không có hay, không có biết gì hết, giống như là mình đem con bỏ chợ. Thì cái đó là cái mà ngay bây giờ NATO người ta cũng lo nữa. Người ta nói rằng nếu mà Mỹ mà rút đột ngột thì những cái quân lực của NATO ở mà đang hiện diện cùng chiến đấu song song với Mỹ đó, thì cái việc mà người ta rút quân là như thế nào mà. Cho nên làm đồng minh của Mỹ trong cái thời gian này là mình phải chuẩn bị trong tất cả mọi tình huống, nào là plan A, plan B, plan C gì cũng phải có sẵn hết đó. Là tại vì mình cũng không biết là ông tổng thống tuyên bố như thế mà cái ý thực sự của ông như thế nào. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa quý vị, đó là những hoạt động, những gì mà Tổng thống Donald Trump ông đã làm trong cái ngày lễ tạ ơn, ngày lễ Thanksgiving. Thì trước tiên những cái tin tức cho thấy rằng là mỗi một ngày như là một ngày mới, ở ngay tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của tiểu bang Florida, thì Tổng thống, thưa quý vị, sau khi ông chơi golf rồi ông Twitter và gửi thông báo từ tòa Bạch Ốc, thì Tổng thống đã có mặt ở tại Mar-a-Lago từ ngày hôm 27 tháng 11, một buổi tối trước ngày lễ tạ ơn. Thì rất là bất ngờ, như là chúng tôi đã gửi đến cho quý vị, thì ông đã rời khỏi Mar-a-Lago mà không có một đoàn xe hộ tống như thường lệ trước khi mà ông lên vận tải cơ quân sự để mà trở về lại Washington, rồi bắt đầu một cái cuộc hành trình dài 13 tiếng đồng hồ trên chiếc chuyên cơ Air Force One để đến Afghanistan, nơi mà chúng ta biết là vẫn còn đang diễn ra một cuộc chiến, mà đây là một cuộc chiến dài nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Và từ cái chuyến đi thăm bất ngờ từ đến Afghanistan, thì thưa với luật sư Duyên, phải nói đến cái chuyến đi vào tuần tới đến NATO, thì cái sự ghi nhận của luật sư Duyên như thế nào khi mà NATO vừa mới lên tiếng là họ đã chia sẻ lại những cái sự đóng góp, mà đặc biệt là giảm cho nước Mỹ và tăng lên cho nước Đức, mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị thính giả biết cái con số nó như thế nào. Thì với cái sự thay đổi của khối NATO như vậy, luật sư Duyên nghĩ như thế nào về cái quan hệ, những cái sự phê bình, những sự lên tiếng chỉ trích giữa Tổng thống Donald Trump với lại khối NATO, và ngay cả Tổng thống của nước Pháp, ông Emmanuel Macron, ông cũng lên tiếng, ông chỉ trích khối NATO, thưa với lại luật sư Duyên. Trong cái để hiểu rõ thêm những cái diễn biến ở cái cuộc họp thượng đỉnh NATO vào tuần tới, vào tuần này, bữa nay là
và bốn tay tháng 12, tức là tuần tới đó, cuộc họp thượng đỉnh của các nước NATO nó nói lên lại về những cái cơ cấu của NATO. Thì trước cái phiên họp thượng đỉnh nó có một cái báo cáo nói rằng là ngay bây giờ tất cả các cái nước ở trong NATO đó là họ lên cái cảnh báo là nếu mà giả sử mà có đụng độ với lại Nga đó thì các cái lực lượng NATO sẽ về mặt vũ khí đó mình sẽ bị outgunned, có nghĩa là vũ khí của mình không thể đối đầu, không đủ sức để mà đối đầu với lại Nga, nhất là không thể đối đầu với Nga để bảo vệ các cái đồng minh NATO mà ở cái khu vực Đông Âu đó. Chúng ta biết là sau cái vụ mà cái nhóm Xô Viết mà tan rã năm 1989-1990 đó, thì những cái nước mà ở bên khối của Xô Viết của Nga đó, họ đã tách và họ gia nhập vào NATO rất là nhiều. Thì cho nên bây giờ NATO lên tới 28-29 nước rồi. Và cái nước đặc biệt nhất là cũng từ cái khối đó mà muốn gia nhập NATO mà bị Nga xâm lấn liền đó, là Ukraine, mình biết là thành ra Ukraine cho tới bây giờ vẫn là một quan sát viên của NATO mà chưa phải là một cái hội viên. Thế thì bây giờ những cái nước thành viên mà của NATO mà lại nằm ở cái khu vực Đông Âu đó, họ lo sợ là nếu mà giả sử mà họ bị tấn công thì mặc dù có cái thỏa ước Bắc Đại Tây Dương NATO đó, thì NATO vẫn không có đủ cái sức để mà chống lại với Nga nếu mà Hoa Kỳ lại đứng về phía Nga mà không có gắn bó với NATO nữa, thì nên họ sợ cái chuyện đó. Một vài cái điểm nhỏ mà họ chuẩn bị trước khi gặp Tổng thống Trump tuần tới đó, thì trong đó có một cái việc là ngay bây giờ cái Đức đó họ chịu là họ sẽ đóng góp bằng với Mỹ trong cái chi phí điều hành NATO. Chúng ta nên nhớ là cái chi phí, nói về NATO thì nó có hai cái ngân sách, hai cái thỏa thuận riêng. Cái thỏa thuận mà gọi là điều hành ấy, thì có nghĩa là các nước đóng tiền vào để mà chi phí, để mà trả cho cái việc cái ban quản trị thôi đó, thì đó cái ngân sách đó nhỏ, ngân sách đó vào khoảng là 2 tỷ rưỡi một năm. Nếu mà chúng ta so sánh với cái ngân sách của ngũ giác đài của Mỹ, mình mới hiểu nó nhỏ cỡ nào. Chứ cái chi phí điều hành đó thì cho NATO, có nghĩa là cho cả 29 nước đó, thì chỉ có là 2 tỷ rưỡi thôi. Trong khi cái điều hành của ngũ giác đài không là 700 tỷ. Thành ra cái ngân sách đó nhỏ lắm. Và cho tới giờ phút này, các nước đều đóng, tất cả hỏi mà cái phần của họ bao nhiêu là họ đều đóng hết đó. Thì năm cho tới giờ phút này đó thì Mỹ đóng là khoảng 22%, có nghĩa là vào khoảng 550 triệu. Trong khi đó thì là các nước khác đều đóng nhỏ hơn hết, đóng ít hơn mà. Nhưng mà người ta đóng chứ người ta không có trốn tránh cái nhiệm vụ này, tại vì nó không có lớn. Nhưng mà bây giờ để mà trước khi đón Tổng thống Trump đó, người ta biết cái tầm quan trọng của nước Mỹ khi mà Mỹ đứng chung với NATO, cho nên người ta đã đưa ra thỏa thuận mới mà. Thì năm 2021 đó, thay vì Mỹ vẫn phải đóng là 22%, có nghĩa là vào khoảng 550 triệu đó, thì Mỹ sẽ đóng 16% thôi, có nghĩa là 400 triệu. Và Đức cũng đóng 16% thôi, có nghĩa là Đức sẽ đóng ngang bằng với Mỹ, mỗi bên sẽ bỏ ra là 400 triệu. Nhưng mà cái chi phí đó là cái chi phí điều hành. Nó khác với những cái chi phí gọi là spending mà 2% mà anh em chúng tôi chia sẻ với quý thính giả nhiều chương trình trước đó. Nhiều người cứ nói rằng là nó là nhờ Tổng thống Trump cho nên buộc người ta phải bỏ tiền vào thêm cho NATO, thì không có bỏ tiền vào thêm. Cái vấn đề chỉ là muốn các nước đó, mỗi một nước để muốn cho cái quân lực của mình phải hùng hậu và sẵn sàng chiến đấu đó, thì mình phải là sẵn sàng để mà cái chuyện gì xảy ra mình góp tay với đồng minh của mình mà. Thì mình đồng ý là mỗi nước từ nghĩa là họ phải đạt được cái mức là họ sử dụng 2% cái tổng sản lượng quốc gia của họ vào kinh phí quốc phòng, nước lớn nước nhỏ gì cũng thế, để mà cái thỏa thuận đó thì là chỉ vào năm 2024 mới là có hiệu lực sau cùng. Mà cho tới giờ phút này Đức đó chỉ bỏ ra có vào khoảng 1.5% của cái ngân sách của mình cho quốc phòng thôi. Trong khi đó thì Anh với Pháp
cũng cao hơn Đức, nhưng mà cũng chưa tới cái mức độ 2%. Thì mình phải nói rõ là hai cái ngân sách của NATO nó hoàn toàn nó khác nhau hết đấy. Thì ngay bây giờ đó, cái lên tiếng của khi mà ông Macron là tổng thống Pháp mà ông được phỏng vấn đó, ông nói là NATO chúng ta, nếu mà chúng ta điều hành mà không có rõ ràng theo cái kiểu này đó, thì chúng ta đã đi tới cái nó gọi là brain death đó, tức là giống mình nhìn mình nói bại não đó, là tại vì mình nói tới tiền mà mình không có nói về cái chiến thuật. Chúng ta nghĩa là cho tới giờ phút này những cái nước mà mạnh ở trong NATO đó thì số 1 là Mỹ rồi, cái nước số 2 là Thổ Nhĩ Kỳ, là Turkey, rồi sau đó mới là Anh, Pháp, Đức vân vân. Mà cho tới giờ phút này cái chiến lược của chúng ta đó nó đang bị khủng hoảng. Nó khủng hoảng ở cái chỗ nào? Là ngay bây giờ mình biết những cái diễn biến gần đây nhất đó là cái vị trí số 1 đó của Hoa Kỳ đó nó vô cùng mơ hồ. Mình không biết ông Tổng thống Trump muốn cái gì nữa. Trong khi đó thì Turkey trỗi dậy một cách rất là ngang ngược, rồi Turkey xâm lấn qua Syria, cộng rồi hợp tác với Nga nữa, mua vòng hỏa tiễn của Nga nữa. Cho nên bây giờ cái lên tiếng báo động của NATO là chúng ta yes cứ nói tới tiền, bây giờ mình đồng ý là nước nào cũng lên 2% hết, bỏ tiền ra để mà củng cố quốc phòng mà, và yes mình sẽ sửa lại cái ngân sách trung ương một chút, cái số đó thì nó nhỏ thôi. Nhưng mà cái chuyện lớn hơn mà chúng ta không nói đó là cái chiến lược, cái strategy của NATO. Cho nên cái lần họp lần này vào ngày 4 tháng 12 đó, nó sẽ có rất là nhiều cái vấn đề mà NATO phải đương đầu. Thì nó cho thấy là cái chính sách của Mỹ đó, bây giờ với đồng minh của mình ở NATO đó, mình cũng không có chiến lược. Thì nó cũng tương tự như cái chuyện mà Nhật với Nam Hàn mà gần đây chúng ta nghe đó, là bây giờ Mỹ cứ nói rằng là Tổng thống Trump thì đúng hơn chứ không phải Mỹ, tại vì mấy ông tướng quốc phòng và mấy ông tướng mà tư lệnh ở của quân Mỹ ở Nam Nhật với Nam Hàn không đồng ý với Tổng thống, nhưng mà người ta không có dám nói ra. Theo cái công bố mà về ngân sách quốc phòng của Mỹ đó, thì Mỹ nói rằng là để mà cho cái đạo quân của Mỹ mà đóng ở Nhật đó mà điều hành cho ngon lành đó, thì mình phải tốn vào khoảng 5.7 tỷ, và ở bên Nam Hàn thì 4.5 tỷ. Thì 5.7 tỷ với lại 4.5 tỷ là cái số tiền tổng cộng để mà điều hành. Thì theo con số mà cũng của chính Mỹ đưa ra đó, thì năm 2019 đó, Nam Hàn đóng góp là 893 triệu, có nghĩa là vào khoảng 20%. Và còn bên theo cái cũng theo tài liệu của Mỹ đó, thì Nhật họ đóng góp tới 75% cái số tiền mà để cho lính Mỹ đóng ở Nhật. Thì chúng ta thấy là rồi, cũng đây cũng là từ Bộ Quốc phòng Mỹ nè, là ngoài những cái đóng góp chính thức đó đó, thì những cái đóng góp này người ta không có tính nè, tức là muốn xây thêm công sự thì xây thêm công sự chiến đấu để mà, hay là chuyện xây thêm công sự sự mà huấn luyện cho những đạo quân của Mỹ đó, là Nhật phải xây, Nam Hàn phải xây, những cái đó không có tính vào cái con số, chứ những cái con số mà nãy giờ mà mình chia sẻ. Rồi chi phí mà cái huấn luyện đó, chẳng hạn những cái lần mà những cái cuộc tập trận của quân lực của quân lực Mỹ ở Nhật hay là ở Nam Hàn đó, thì những cái chi phí đó Nhật và Nam Hàn phải chi trả một phần lớn vào trong đó, cũng không có tính nữa. Thành ra nói là cái số mà Nam Hàn với Nhật mà đóng góp đó, mà mình đọc trên con số đó, thật sự nó không bằng cái số thực sự mà Nhật với Nam Hàn chia sẻ vào. Cho nên cái con số mà đóng góp thực sự của Nhật với Nam Hàn nó hơn cái mức độ 75% với 20% mà trên cái giấy tờ nó nói ra mà. Cho nên ngay bây giờ dân Nhật với dân Nam Hàn, họ ở Nhật với ở Nam Hàn đó, nó đó có một cái phong trào mà dân chúng nói là dân chúng muốn, không muốn cho cái lực lượng của Mỹ đóng trú ở Nhật với Nam Hàn nữa. Tại vì cái chuyện mà tự nhiên tổng thống đòi tăng ở cái đóng góp của Nhật lên 500%, đóng góp của Nam Hàn lên 400% nữa, tức là
cái đó theo cái cách của Mỹ là tự nhiên nó con số nó bung out of thin air đó, chả có một cái căn cớ gì hết đó. Chúng ta nên nhớ là khi thương lượng với đồng minh mà chúng ta thương lượng cái số tiền chi phí đó là Bộ Quốc phòng của hai nước ngồi xuống rồi tính toán là đồn đóng ở đó, nào là ăn uống giặt giũ rồi bảo vệ rồi thực phẩm như thế nào đó, nó chi tiết đến mức độ mình ra những con số. Bây giờ Tổng thống Trump nói rằng là không, Nam Hàn phải lên 400%, Nhật phải lên 500%, mà không có một cái căn cớ nào hết khiến cho Bộ Quốc phòng của Mỹ của chúng ta nè qua họp với đồng minh mà không làm thế nào để mà giải thích là vì sao người ta phải tăng lên 400-500% như thế. Cho nên ngay bây giờ thì mình biết là đang có một cái sự chống đối của dân Nhật và dân Nam Hàn. Họ nói là thôi thì lính Mỹ đi để chúng tôi dùng cái tiền đó, chúng tôi lo cho nước, cho quân đội của chúng tôi mà. Bây giờ họ gần như họ nản rồi. Cho nên cái sự mà mình đụng tới NATO, mình đụng tới đồng minh của mình đó, mà mình không có chiến thuật, mà mình chỉ nói tiền không đó, nó cho cái hình ảnh của Mỹ là gì? Mỹ bây giờ hình như là một cái nước mà cung cấp đúng cái chữ của Việt Cộng xài đó, là lính đánh thuê đó. Giống như là mình gửi quân qua bên đó để mình lấy tiền vậy đó. Thì thứ nhất là mình bây giờ trở thành lính đánh thuê. Thứ hai, cái niềm tin của các nước đồng minh của mình ở NATO, ở Nhật, ở Nam Hàn vào cái lãnh đạo của nước Mỹ đó gần như bây giờ nó soi mòn rồi. Bây giờ ngay cả chúng ta biết đó là vào lúc mà anh em chúng ta đang nói chuyện như vậy đó, thì Nam Hàn cũng đã ký một cái thỏa ước hợp tác về quân sự với lại Trung Quốc rồi. Có nghĩa là bây giờ không còn tin cái sức mạnh của Mỹ nữa, người ta phải đi cái ngõ khác thôi. Và cái thực sự đó, cái quân Mỹ mà đóng ở, như nhiều lần tôi nói đó, đóng ở Mỹ, ở Nam Hàn hay ở Nhật đó, nó tiết kiệm cho Mỹ rất là nhiều. Nếu mà chúng ta đem mỗi một bờ như Nam Hàn với ở Nhật mà đem hết về Mỹ đó, chúng ta vẫn phải tốn tiền, vẫn phải trả lương, vẫn phải tốn tiền huấn luyện y hệt như vậy mà cứ nằm ì ở Mỹ, trong khi mà chúng ta đóng ở Nhật đó, chúng ta được free rent, được phụ cấp của Nhật, của Mỹ đủ thứ hết đó. Và thêm nữa là khi mà quân lực của Mỹ mà ở Nhật hay là ở Nam Hàn đó, là cái tiếng nói của chúng ta về cái chính sách, cái an ninh của Mỹ nó rất là mạnh. Cộng thêm nữa là cái vấn đề buôn bán mậu dịch nữa. Khi mà các nước mà họ muốn có cái sự hiện diện của quân Mỹ thì yes, cũng có tiêu xài, kinh tế họ cũng lên và nhập cảng xuất cảng với Mỹ. Cũng nhờ đó mà chúng ta có một cái thế để chúng ta thương thảo nữa. Cho nên tất cả những cái điều mà tôi đang nói đó là tôi lấy từ những cái chuyên gia về quân sự và kinh tế của Mỹ, chứ không phải tự mình sáng chế ra. Cái chuyện đó không có. Cái sự hiện diện của Mỹ ở Âu Châu, nhất là ở Đông Âu đó, là ngăn cái sự bành trướng của Nga. Sự hiện diện của Mỹ ở Nhật và Nam Hàn là chặn cái bước tiến xâm lăng của Trung Quốc. Thế mà ngày hôm nay chúng ta không nói tới chiến lược và chúng ta chỉ nói tới tiền. Thì tôi sở dĩ trình bày chung cái chuyến đi của Tổng thống Mỹ qua bên NATO mà mình phải nói chung qua bên cái Á Châu đó, là bởi vì mình thấy rằng một cái điều rất là kỳ lạ là cái vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ càng ngày càng bị soi mòn. Mà nó tệ đến cái mức độ là nước Anh là cái nước mà sẽ tổ chức cái thượng đỉnh NATO vào tuần tới đó, thì cái ông Boris Johnson đó, ông lên tiếng, ông năn nỉ đó, ông nói là Tổng thống Mỹ đó, ông nói ông sẽ rất là appreciate nếu mà đến thăm nước Anh đó, đừng có đả động gì tới cái cuộc bầu cử của Anh. Ngay bây giờ là nước Anh đang có một cuộc bầu cử để mà lựa thủ tướng đó, thì một là ông Boris Johnson và thứ hai là của đảng Bảo thủ, và đối đầu của ông đó là cái ông Jeremy Corbyn của đảng Lao động. Thì Tổng thống hôm tháng 10 cách đây vài tuần, Tổng thống lên tiếng nói là Jeremy Corbyn tức là của đảng Lao động đó là sẽ là một cái điều thê thảm cho nước Anh, phải bỏ cho Boris Johnson. Thì Jeremy Corbyn đã dùng cái lời của Tổng thống Trump đó, đi tranh cử, và cái tự nhiên cái điểm của ông nó vọt lên mà. Cho nên ngay bây giờ là ông Boris Johnson, ông năn nỉ, ông nói là Tổng thống Trump mà có đến lo cho NATO thì cứ nói chuyện NATO thôi. Đừng, nghĩa là bạn bè mà, đừng có bao giờ xía vô cái cuộc bầu cử của chúng tôi.
Thì đó là tổng kết những cái gì mà anh em chúng tôi đọc qua trong cái chuyến viếng thăm của Tổng thống Trump tuần tới vào ngày 4 tháng 12 đó. 4 tháng 12 là tuần, hôm nay là chúng ta là ngày 29, thì 4 tháng 12 thì cũng, cũng khoảng thứ tư tuần tới hay sao đó, đại khái như thế. Trả lời với Lê Ngọc. Dạ vâng, đó là sinh nhật lần thứ 70 của khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO được tổ chức ở tại London. Thì thưa quý vị, người ta cũng đã nhắc đến những gì đã xảy ra trước đây với cái thượng đỉnh NATO năm 2018. Vào lúc đó thì Tổng thống Donald Trump đã không ngớt lời chỉ trích những đồng minh của châu Âu vì cái sự không có đáp ứng đúng với cái mức đóng 2% GDP cho ngân sách của NATO như là những gì mà đã cam kết. Do đó quý vị đã thấy trước khi mà thượng đỉnh NATO lần nữa để mà sinh nhật 70 năm của khối NATO thì đã có những cái tin tức là NATO đã đồng thuận để cho nước Mỹ giảm bớt và nước Đức tăng lên để mà cùng ngang hàng với nhau. Đó là những gì mà nói đến vấn đề liên quan đến khối NATO. Trong khi đó thì thưa với luật sư Duyên, chúng ta cũng đã biết là Tổng thống Donald Trump, ông đã ký cái luật về dân chủ và nhân quyền của Hồng Kông. Và ngay cả người Hồng Kông họ cũng lên tiếng họ cảm ơn Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà thật sự, khi mà dự luật nhân quyền và dân chủ đã được ký, thì luật sư Duyên nghĩ như thế nào về cái quan hệ giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc trong cái cuộc chiến tranh thương mại, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Vì Trung Quốc cũng đã lên tiếng, Bắc Kinh họ nói rằng họ sẽ trả đũa trong cái vấn đề này. Thì khi nói đến trả đũa thì thật sự Trung Quốc sẽ làm gì được, thưa với lại luật sư Duyên? Thực sự ra là cái trả đũa mà sẽ làm gì đó, trước khi mình nói điều đó, phân tích chút xíu về cái nghị quyết mà ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Chúng ta biết cái nghị quyết mà ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đó, cái dự luật đó đó, thoạt đầu là Thượng viện 100%, rồi sau đó Hạ viện cũng gần như là 100%. Mà khi mà đưa qua bàn cho Tổng thống đó, như anh em chúng ta nói là hôm tháng 6 Tổng thống đã nói Tổng thống muốn im lặng về vấn đề Hồng Kông rồi. Rồi khi mà cái cuộc diễn tiến về thương mại mậu dịch đó mà họp với nhau đó, mà tiếp diễn đó, thì Tổng thống ra một cái lệnh là không được nói tới cái vấn đề Hồng Kông. Cho nên tất cả những cái phiên họp đó không bao giờ người ta nói về Hồng Kông hết. Có nghĩa là Tổng thống không có xem Hồng Kông quan trọng đến mức độ mà Tổng thống phải ký cái văn bản này. Nhưng mà khi mà cả hai viện đều đưa lên cái con số mà quá bán 2/3 rồi đó, thì Tổng thống có ký hay là Tổng thống không ký đi nữa đó, nó cũng thành luật. Nhưng mà bây giờ trước cái hai viện của mình mạnh mẽ như vậy, dù gì nó cũng thành luật, thì Tổng thống ký cái văn bản đó, thứ nhất là gọi là mình đứng về phía cái lưỡng viện quốc hội của mình nè. Nhưng mà nếu mà Tổng thống không ký thì nó có một cái ý nghĩa về cái symbolic thôi, nó có một cái ý nghĩa về biểu tượng thôi. Có nghĩa là Tổng thống cho rằng là quốc hội mình sai, nhưng mà Tổng thống mất quyền. Còn đằng này khi mà Tổng thống ký, điều đó có nghĩa là Tổng thống đứng về phía quốc hội. Và cái đó nó làm cho chúng ta biết là cái nghị quyết đó mà có ra đi nữa đó, cái thực tế là Mỹ cũng không thể nào làm gì được hơn hết đó, chỉ lên tiếng ủng hộ thôi, không có đem xe tăng, không có đem bom đạn, không có đem súng gì vô để mà cứu được cái dân Hồng Kông hết đó. Và cái thành ra bây giờ đâm ra cái mà nó nửa mùa như vậy đó, trong thực tế mình hỏi là nó có lợi cho dân Hồng Kông, nó có lợi cho Mỹ hay là nó có lợi cho Trung Quốc gì hay không, thì mình phân tích Hồng Kông có lợi gì không. Chúng ta nên nhớ là ngay bây giờ là Trung Quốc họ cứ nói là đừng có đụng tới cái tình hình ở Hồng Kông, tại vì đụng tới tình hình của Hồng Kông là một tỉnh của họ đó, là chúng ta xâm nhập, chúng ta xen vào cái nội tình của nước khác mà. Thành ra nghe cái nghị quyết của Mỹ đó thì làm cho Trung Quốc bực mình, là giống như là thế giới lại đứng về phía Hồng Kông, nhưng mà một mặt khác đó, nó lại cho Trung Quốc một cái lý do để mà Trung Quốc đàn áp mạnh bạo hơn. Tại sao vậy? Là bây giờ nếu mà chúng tôi không có đàn áp mạnh bạo này đó, có nghĩa là chúng tôi chấp nhận cho một cái thế lực ngoại bang xen vào nội tình của chúng tôi. Thì cái đó là cái mà nó đem
một mặt thì tưởng là có lợi cho Hồng Kông, một mặt nó làm cho cái cuộc tranh đấu của Hồng Kông đó nó có thêm phần khó khăn, là bởi vì chắc chắn là Trung Quốc sẽ siết. Mỹ có được lợi gì hay không? Thì Mỹ, yes, trên tiếng nói biểu tượng mà chúng ta đứng về phía tự do dân chủ, nhưng mà hỏi có làm gì hay không thì mình không có làm gì cả. Mà như chúng tôi đã nói rồi đó, khi mà mình đã ra một cái chính sách gì hay chúng ta ra một cái tuyên bố gì mà chúng ta không có nghiêm chấp, không có làm cho nó tới tận nơi tận chốn đó, nó làm cho cái uy tín của chúng ta sứt mẻ. Mà bây giờ nè, bao nhiêu lần chúng ta nghe rồi, Mỹ là trong là ủng hộ nhân quyền ở Việt Nam, mình nghe ủng hộ thì mình vui, nhưng mà thật sự Việt Nam cứ tiếp tục giam mấy cái người chống đối, cứ bỏ vô tù, Mỹ cũng chả làm cái gì hết á, cũng mấy công ty Mỹ cũng qua đó làm ăn, không có một cái gì thêm nữa. Dần dần nếu mà tôi mà là một cái người chống đối ở trong nước đó, tôi thấy bạn bè của tôi vô tù đó, tôi nói rằng là liệu cái lời nói mà qua loa đó, hay là một cái bằng khen nói là cái người này đoạt giải báo chí của Mỹ, người kia đoạt giải nhân quyền của Mỹ, so what, bạn bè tôi vẫn vô tù. Thì cái đó là nó làm con dao hai lưỡi, một là nó yes, cảm ơn cái lên tiếng, nhưng mà một mặt khác không làm gì cả, nói mà không làm đó thì làm mất niềm tin của những cái người ở Hồng Kông đối với cái lãnh đạo của Mỹ. Mà còn đối với lại Beijing thì ngay bây giờ chúng ta biết là cái cuộc mà đấu đá về thương mại nó hại cho Mỹ rất là nhiều. Ngày hôm qua chúng tôi đọc một bài báo mới nhất, những cái công ty mà làm sữa đó, chế tạo sữa bò ở khu vực mà Trung Mỹ đó, ngay bây giờ càng ngày cái số phá sản nó càng đông, là tại vì hàng bán không được, mà trong khi nợ nần bill nó vẫn chồng chất, mà nhiều cái trang trại đã phải bắt buộc là phải khai phá sản rồi. Thì liệu là cái chuyện mà tuyên bố Hồng Kông đó, ngoài cái biểu tượng khiến cho Trung Quốc là bực mình, dĩ nhiên họ phải lên tiếng thôi chứ họ không im lặng được, nhưng mà Mỹ có làm cái gì được với Trung Quốc hay không? Cho nên Mỹ không làm gì được cả thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều với cái vấn đề mà thương thuyết về mậu dịch đâu. Rồi chúng ta hỏi là cái biện pháp trả đũa của Trung Quốc là gì? Thực sự Trung Quốc cũng chả có làm cái gì để mà trả đũa được Mỹ đó. Nếu mà nói rằng họ, thứ nhất, thực tế có đem quân đánh hay là có làm, có lên tiếng gì để mà, thì cũng lên tiếng thôi. Còn đi vào, khi mà vào bàn họp về thương mại đó, thì tất cả những cái yếu tố mà như anh em chúng tôi chia sẻ trong nhiều chương trình này đó, nó vẫn là như vậy. Thứ nhất là họ phải giải quyết cái vấn đề là Trung Quốc ăn cắp những cái tài sản trí tuệ của Mỹ như thế nào, Trung Quốc trợ cấp cho những cái công ty của họ như thế nào, và Trung Quốc đã làm những cái điều gì để mà là không có gây ra bất công cho những cái công ty Mỹ khi mà làm ăn tại Trung Quốc. Tất cả những điều đó mới là những điều chính. Và hello, dạ, và đặc biệt nữa là đằng sau mọi sự ngay bây giờ đó, thì chúng ta biết rằng là cái Trung Quốc họ đọc được cái tư tưởng của Tổng thống Donald Trump, có nghĩa là chỉ vuốt ve cái lòng tự ái của Tổng thống, cho con gái của Tổng thống là thêm nhiều cái license nữa làm lợi cho gia đình của Tổng thống đó, thì họ sẽ được cái uyển chuyển của Mỹ mà. Cho nên nói rằng là Trung Quốc sẽ làm cái gì để trả đũa với Mỹ một về cái vụ mà tuyên bố về Hồng Kông đó, tôi nghĩ rằng là nếu mà tôi mà là Tập Cận Bình đó, thì I don't care, có tuyên bố cho vui, cho có biểu tượng thôi. Tôi không có vì cái nghị quyết đó mà làm vỡ cái việc lớn là cái mậu dịch giữa Mỹ với Trung Quốc. Cho nên anh Duyên có thể nói thẳng luôn, sẽ không có một cái gì để mà trả đũa cái việc mà Mỹ lên tiếng ủng hộ Hồng Kông đó, tại vì cái sự lên tiếng, cái sự tuyên bố đó chỉ có cái tính cách biểu tượng, mà trên thực tế không có cái điều gì quan trọng cả. Trở lại với đây không? Vâng, thưa quý vị, trước tiên thì thưa quý vị, bên phía Bắc Kinh họ lên tiếng, họ trả đũa Washington,
họ nói rằng là họ sẽ cấm một số thành viên trong Quốc hội Mỹ nhập cảnh vào Trung Quốc. Đó là những gì vừa mới xảy ra trong sớm ngày hôm nay trong một cái cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ Sáu. Thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao bên phía Trung Quốc họ đã tuyên bố là Bắc Kinh sẽ coi những thành viên của Quốc hội Mỹ mà liên quan đến cái vấn đề đạo luật dân chủ và nhân quyền cho Hồng Kông sẽ là những nhân vật không được hoan nghênh và sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Trung Quốc. Riêng về vấn đề những cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông như thế nào hay là những cái sự bạo động vẫn tiếp tục xảy ra, thì thưa với luật sư Duyên, ở bên Iraq, ở ngay tại thủ đô Baghdad, thì chúng ta cũng có những cái tin tức là những người biểu tình ở ngay tại thủ đô Baghdad cũng đã kéo dài trong một cái thời gian cũng là một thời gian khá dài. Thì những người biểu tình này họ cũng đã đốt phá lãnh sự quán của Iran ở ngay tại thành phố Najaf mới đây trong ngày 27 tháng 11. Rồi những cuộc bạo động xảy ra, lực lượng cảnh sát an ninh ở tại Iraq cũng đã bắn đạn thật, làm bắn chết 62 người trên toàn quốc, khi mà bạo lực trong những cái cuộc biểu tình đó vẫn tiếp tục leo thang ở những tỉnh của miền nam của Iraq. Và cái sự kiện mới nhất vừa mới xảy ra trong sớm ngày hôm nay là thủ tướng của Iraq, ông lên tiếng, đó là ông Mahdi, ông tuyên bố là ông sẽ từ chức, ông sẽ nộp đơn từ chức lên quốc hội để cho những nhà lập pháp của bên Iraq chọn ra một chính phủ mới. Và chưa rõ thật sự cái thời điểm mà ông thủ tướng Abdul Mahdi của Iraq sẽ từ chức, nhưng quốc hội họ sẽ triệu tập vào ngày 1 tháng 12. Thì với cái tình hình của Iraq như vậy, thì thưa với luật sư Duyên nghĩ là cái Hoa Kỳ sẽ có một cái hành động nào hay là một cái hình thức nào để mà có thể làm giảm bớt đi cái những cái sự bạo động ở ngay tại Iraq, thưa luật sư Duyên? Thứ nhất, cái sự bạo động của Iraq ngày hôm nay đó, nó là một cái gì mà mình đã nhìn thấy trước rồi. Nó là một cái diễn biến nó tự nhiên rồi. Chúng ta nên nhớ là sau cái vụ mà 2009-2011 đó, thì cái thời tổng thống Bush đó, chúng ta đã muốn xâm lăng Iraq rồi. Và chúng ta muốn xâm lăng Iraq đó là do nhiều cái yếu tố khác nhau. Để hiểu một chút xíu, Iran là Hồi giáo, mà Hồi giáo theo cái cánh Shia, còn bên Iraq là Sunni. Hai cái khối Hồi giáo đó là họ ngàn đời họ đối đầu với nhau rồi. Thành ra Mỹ đó vì địch ủng hộ trước cái thời tổng thống Trump nhiều lắm, thì Mỹ đã ủng hộ để mà Iraq đứng lên chống lại Iran, cho nên mình mới dựng lên cái ông tổng thống Saddam Hussein đó. Thì ông tổng thống Saddam Hussein là một ông tổng thống được Mỹ huấn luyện, được Mỹ cung cấp quân sự này nọ vân vân, để làm một cái đối trọng với lại lực lượng quân sự của Iran trong thời gian dài. Nhưng mà từ sau đó thì là Saddam Hussein lại biến thành một cái nhà độc tài. Mà cái nhà độc tài đó khi mà cầm quyền trong tay thì bắt đầu lại chống Mỹ, tức là không có đồng ý với Mỹ, mặc dù vẫn chống Iran mà. Thì mình đã muốn diệt Saddam Hussein lâu rồi, mình muốn thay đổi chế độ lâu rồi. Thì mình mới trong cái dịp mà 11 tháng 9 á, mình mới gọi là vận động các nước, lúc đó mình vận động nhiều nước lắm, người ta đồng ý. Và đây mới là cái vấn đề nè, là người ta sẵn sàng xài cái thông tin giả, nói rằng là Saddam Hussein có cái vũ khí gọi là sát thương toàn bộ mà, cho nên phải tấn công. Mặc dù là CIA, FBI của chúng ta nói là không có đi nữa, mà người ta vẫn nói là có, và người ta tràn vô, người ta đánh. Yes, bứng cái nhà độc tài thì quân lực Mỹ dư sức. Mà nếu mà quý thính giả nhớ lại những cái thước phim đó, mà ban đêm mà tự nhiên cái hỏa châu của Mỹ bung ra một cái, mình thấy ở dưới xe tăng nghĩa là họp nó rồ mái chạy đủ mọi hướng, như là một bầy gián mà trong ban đêm mà mình bước vô nhà mà bầy gián chạy vậy đó. Thì phi nghĩa là Mỹ, vũ khí của Mỹ đó, mỗi một trái bom thả xuống là banh một chiếc xe tăng hết đó. Và chỉ trong vòng có một tháng trời thôi là mình lật đổ Saddam Hussein. Yes, mình chiến thắng thì dễ dàng lắm, nhưng mà để lật đổ Saddam Hussein
chúng ta không có một cái kế hoạch chính trị nào hết, chúng ta không có một cái bộ lầm mình đưa ai lên đây. Cũng như bên Afghanistan, mình đưa cái ông tổng thống lên, bây giờ mình cũng không có cái chính sách nào ở đó hết á. Thành ra cái ông tổng thống ở bên Afghanistan hay là cái ông thủ tướng bây giờ ở bên Iraq đó, gần như là bù nhìn vậy đó, không có cái thực lực mà. Và vì không có cái chính sách, vì không có cái giải pháp chính trị rõ ràng đó, thì cái nước Iraq trở nên là một cái nơi mà để cho tham nhũng nó mọc lên đầy dẫy hết. Thành ra người dân Iraq, như là tôi nghe một cái phỏng vấn trong cái chương trình NPR năm ngoái hay là cách đây vài tháng gì đó, một cái tay mà nó nói là chính tôi là cái người khi mà quân đội Mỹ mà tràn vào đó, tôi là cái người đầu tiên mà đem xe ra câu cần cổ cái tượng của Saddam Hussein. Ông đó thì ông làm về xây cất hay cái gì đó, để mà ông giật đổ cái tượng của Saddam Hussein. Mà bây giờ ông chán ngán đến mức độ ông nói là Mỹ giống như là chỉ tới phá thối thôi, là bây giờ dựng lên một cái nó còn tồi tệ hơn là Saddam Hussein ngày xưa nữa. Ngày xưa ít ra Saddam Hussein chúng tôi còn thấy cái ổn định, còn bây giờ tham nhũng nó tệ hơn, nó tàn bạo hơn, mà nó lại nó lại hỗn loạn hơn nữa. Cho nên mình không có ngạc nhiên gì về cái vấn đề là Iraq nổi dậy, mình không có ngạc nhiên gì về cái chuyện mà ông tổng thống bây giờ ông tuyên bố ông sẽ từ chức. Cái đó là rồi sau đó những cái hỗn loạn của Iraq sẽ giải quyết như thế nào, Mỹ chúng ta không có nói gì tới hết. Mà Mỹ chúng ta không nói gì tới hết thì lại xảy ra hỗn loạn, xảy ra tị nạn, rồi mình lại đổ thừa là tại sao mà mấy nước khác cứ ùa qua Mỹ để mà sống ở bên Mỹ. Chúng ta đi tới đâu chúng ta phá thối tới đó. Thì vậy thì chừng nào mà nước Mỹ mình mà có một cái lãnh đạo, và nhất là chính trị gia ở lưỡng đảng đó, mà họ thấy được rằng là cái thất bại ở Việt Nam rồi, nó mà họ hoàn toàn họ không học được gì từ cái thất bại ở Việt Nam hết, rồi bây giờ cái thất bại ở bên Iraq, rồi bây giờ cái thất bại ở Afghanistan, nếu mà lãnh đạo cứ như thế và cứ 4 năm lâu lâu lại bầu lên một ông tổng thống mà ông không biết cái tình hình thế giới là gì, ông không hiểu quân sự là gì, ông muốn rút là ông muốn rút, mà ông muốn tấn công là ông tấn công đó, thì cái uy thế của nước Mỹ nó rơi vào một cái tình trạng vô cùng nguy hiểm. Thành ra hỏi rằng là tình hình ở Iraq như thế nào, anh Duyên nói rằng là nó rất là mù mịt. Và nếu mà bây giờ mình không lắng nghe những cái người tướng lãnh đạo quốc phòng, mà mình chỉ lắng nghe cái tòa bạch ốc mà đi kiếm tiền không đó, thì đó là một cái điều nó chúng ta càng lún sâu thêm nữa, chúng ta xa lầy hơn nữa trong những cái cuộc chiến tranh ở các nước ngoài. Trở lại với Lê Ngọc.